Trong trận giao hữu kín diễn ra sáng 14 tháng 7 giờ Việt Nam tức 12 giờ 30 theo giờ New Zealand, nữ Việt Nam đã không tạo được bất ngờ khi để thua 0-9 trước nữ Tây Ban Nha. Trận đấu diễn ra trên sân McLennan Park, Auckland, New Zealand. Do đây là trận giao hữu kín, không có khán giả, không quay phim, nên người hâm mộ đã không được theo dõi trực tiếp trận đấu này. Trận đấu là cơ hội để kiểm tra lần cuối các vị trí trước khi chính thức vào vòng chung kết FIFA World Cup nữ 2023. Vì vậy, ban huấn luyện hai đội thống nhất thay người không giới hạn và được quay vòng. Trên thực tế, ông Mai Đức Chung đã đưa một số cầu thủ trẻ vào sân ngay đầu trận, thủ môn Khổng Thị Hằng, tiền vệ Thái Thị Thảo và Ngân Thị Vạn Sự vào sân thay cho thủ môn Kim Thanh, Trần Thị Thu Thảo và Phạm Hải Yến. Trong khi đó, Tây Ban Nha không có nhạc trưởng Alexia Putellas vì chấn thương, nhưng vẫn rất mạnh với nòng cốt là các cầu thủ thuộc Barcelona, đội vừa vô địch UEFA Champions League nữ năm 2022 đến năm 2023. Đội tuyển đang đứng thứ 6 trên bảng xếp hạng FIFA đã không quá khó để giành quyền kiểm soát trận đấu với lối ban mật bóng ngắn và có bàn thắng sớm ở phút thứ 7. Từ quả đá phạt bên cánh phải, Alba Redondo đánh đầu mở tỷ số. 5 phút sau, đội bóng đến từ châu Âu tiếp tục phối hợp tốt bên biên phải rồi tạt vào cho Odenir Castillo đệm bóng nhân đôi cách biệt. Thủng lưới sớm hai bàn nhưng nữ Việt Nam vẫn giữ chắc thế trận phòng ngự phản công. Phút 26, hậu vệ nữ Tây Ban Nha chuyền hỏng, tạo cơ hội để Bích Thùy cướp bóng đi vào vòng cấm, nhưng cú sút dứt điểm khá nhẹ nên không thắng được thủ môn Catalina Thomas. Các học trò của ông Mai Đức Chung có thêm cơ hội ở phút 43, đáng tiếc Dương Thị Vân sút bóng không chính xác. Sang hiệp 2, nữ Tây Ban Nha thay toàn bộ các cầu thủ chủ lực vào sân, trong khi đó ông Mai Đức Chung tiếp tục đưa ra các thay đổi để thử nghiệm đội hình: Tuyết Dung thay Thanh Nhã, Thùy Trang thay Dương Vân, Mỹ Anh thay Vạn Sự, Hải Yến thay Huỳnh Như, Hải Linh thay Thu Thương, Thanh Nhã ra rồi lại vào thay Bích Thùy, Thúy Nga thay Thái Thảo. Trong 20 phút đầu hiệp, San Marcelles, Formoso Phuang và Gonzalez Rodriguez ghi thêm 7 bàn nhờ các pha đi bóng và xử lý kỹ thuật. Dù để thua đậm nhưng đây vẫn là kết quả không quá bất ngờ bởi tuyển nữ Tây Ban Nha là đội bóng rất mạnh. Các cô gái đến từ xứ sở đấu bò hiện đang xếp hạng 6 trên bảng xếp hạng của FIFA. Đội tuyển nữ Tây Ban Nha cũng sở hữu nhiều ngôi sao đang thi đấu trong các câu lạc bộ nữ hàng đầu châu Âu như Real Madrid, Barcelona. Theo thống kê của SofaScore, trước trận đấu với Việt Nam, nữ Tây Ban Nha từng đánh bại nữ Panama và Argentina cùng với tỷ số 7-0. Hạ chủ nhà vòng chung kết FIFA World Cup nữ 2023 là Australia với tỷ số 3-2 và đánh bại Đan Mạch với tỷ số 2-0. Trong khi đó, đoàn quân của ông Mai Đức Chung đã thua trong hai trận giao hữu gần nhất, gặp Đức tỷ số 1-2 và New Zealand 0-2. Trước đó nữa, nữ Việt Nam cũng nhận thất bại 1-2 trước đội tuyển nữ Ba Lan. Sau trận đấu với nữ Tây Ban Nha, thầy trò ông Mai Đức Chung sẽ có 8 ngày nghỉ ngơi và chuẩn bị cho trận đấu đầu tiên tại vòng chung kết FIFA World Cup nữ 2023.